Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử nói 12 game. Và các bạn cùng mình khám phá cái tựa game đầu tiên nha, Trung Quest Lee Test. Đây những tựa game Trung Quest rất hay và hot trong tháng vừa qua. So ok. Let's go. Tiếp tục ăn nào. Ok. Rồi, rất là đẳng cấp luôn. Rồi các bạn ăn chị và cô làm này. Ok. Quá đẳng cấp. Let's go. 好的哥 rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ hai. Okay.
Vật anh chàng này xuống. Rồi, let's go. Dán để phơi luôn. Các bạn dị vào anh chàng này. Ok, ấn dị vào tấm thẻ này. Yeah. Kinh khủng luôn. Let's go, tiếp tục vào. Tiếp tục các bạn nha. Gọi điện này, đập luôn. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới tiếp theo, Trung Quốc Fireman. Rồi, sang cái 7 luôn đi. Let's go. Anh này đốt luôn. Halloween. Các bạn làm cho giống cái này và các bạn thành công.
bà này nó cần cứu một con mèo. Đúng cùng anh ta gọi là làm bà bị thương mà lại cứu được mèo, đúng là một đẳng cấp. Let's go. Các bạn chị là con nào à? Ôm. Hai mẹ con vịt đang đi. Oh my god. Anh này cứu thành ra phá. Khổ mẹ anh. Hỏng 4 cái xe và bị thương 4 người. Các bạn ăn thêm một cái vào đây nữa. Rồi, để thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư. Super TV Show. Let's go. Sẽ xăm hình lại cho anh chàng là một bộ hình khá là đẹp. Rồi mình sẽ sang đây đi. Bộ này đẹp. Xôm thôi. La 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 la
Let's go. Rồi các bạn gạt xa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thêm cho lắm. Chụp quét Pro 2. Let's go. Một cô gái trẻ nên khi tắm xong, cô ta thêm một bà dài. Anh này định cướp sắt, cố tình lại vỡ ngay bà dài. Đồng dành ta khiếp luôn. Chị ở bên trái này xuất hiện một con ma, và đây là một con ma thật. Anh chàng này đóng giả ma nhưng cũng là một ma thật. Của anh chàng ma cơ đông. Di chuyển chiếc xe này thật là chậm và đi từ từ. Khi đến một mức độ nhất định thì các bạn sẽ thành công. Chỉ cần đến tầm đây thôi. Rồi, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chuyển quét vô đây, bắt đầu bánh vào. Đi xa rồi. Máy tiền trực tiếp, ok. Thank you.
Let's go. Đánh xong đổ màu da luôn. Đẹp trai luôn. Đổ màu da rất là đẹp. Giơ lên nào. Oh my god. Ok, các bạn ấn dị vào người cô gái này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, trong quest video game 2. Đi luôn trên cây dừa. Mà cây dừa rất là cao. Các bạn ăn xịn vào luôn. Đây là zombie boss, chứ không phải là party boss đó. Quack, 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 quack.
Let's go. Và tiền để cho thành một trong nhân vật trong game rất là khỏe. Anh chàng này càng ngày càng hứng luôn. Oh my god. Con nhện này rất to. Wow. Nhưng mà đi luôn. Let's go. Một cái vật ngoài hành tinh, sợ thật. Quá đẳng cấp. Let's go. Phòng thứ hai, các bạn cũng vấn dị. Phòng thứ ba, cũng thế. Let's go. Cái này thì bạn ấn liên tục vào đây. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ tư, trên quét hô đồ. Lột toàn bộ da luôn. Yeah, let's go. Wow, toàn nhân vật ngoài hành tinh. Các bạn ấn dị vào đây. Biến hóa tiếp. Rồi, bấm sâu vào đây. Let's go. Thank you.
bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Dragon Quest Sparks. Wow, rất là khỏe, vẫn chẳng lịch sĩ. Cũng kiểu à? Giờ là con. Xuất tiệu. Cân chân rồi. Ôi, có cây kéo. Các cái này ra. Oh my god, không được rồi. Mình sẽ làm cho anh ta cười. Nhảy ra. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Dragon Quest Video Memos. Thua rồi. Lại thôi. Ha ha ha!
Let's go. Rồi các bạn cho anh chàng này xuống từ từ. Oh my god, đứng nhanh quá. Wow, rất là nhiều tim luôn. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Wow, đẳng cấp. Các bạn đợi đây. Rồi, sau đó thì hai anh chàng này sẽ vào đấu nhau thôi.
chém nào. Ok. Wow, đào được ngay chỗ để than, than khoáng sản, ok. Wow, you ma vậy. Oh my god. Yeah, let's go. Đây như là dịch chuyển. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo, Trung Quốc Classic. Let's go. Chỉ mỗi tiếng. Wow. Chỉ mỗi này đi. Ok. Bật công tắc lên. Ok. What? Ok. Wow.
Tức là không biết là zoom to hay zoom nhỏ đây. Rồi. Ok. Yeah, let's go. Kéo lại xuống. Ok, let's go. Zoom tầm 50 độ thôi. Ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.